Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay chúng ta ngừng nói về trading một chút để chúng ta nói về thiền và cái cách ứng dụng để chúng ta có thể thành công trong bất kỳ việc gì các bạn làm, không riêng trong trading. Đây là một cái video rất là quan trọng và mình nghĩ là rất là hữu ích cho tất cả mọi người. Cái kênh YouTube Blockchain Dream của mình thì đa số là mình chia sẻ những cái kiến thức về trading, về phân tích kỹ thuật. Và mình cũng rất là vui vì các bạn đánh giá video rất là cao và mang lại cho các bạn nhiều giá trị. Cái tỷ lệ like và dislike thì nói lên điều đó ha. Và cái video ngày hôm qua nói là bạn là trader hay con bạc thì được đánh giá rất là cao. Tỷ lệ like, dislike tới 99,9%. Và chưa có video nào được ha. Tự nhiên cái video ngày hôm qua nói về này thì lại được 99,9%. Đây là cái tỷ lệ mà cao nhất từ trước đến giờ mà mình nhận được. May là không có 100%, chứ 100% là mình lại ảo tưởng sức mạnh. Cảm ơn hai thanh niên dislike nhé. Thì để mà chiến thắng trong lĩnh vực trading thì ai cũng phải đồng ý rằng cái kiểm soát tâm lý là một cái điều vô cùng quan trọng. Riêng cái tâm lý thôi là đã biến bạn là từ trader trở thành con bạc, và ngược lại có thể từ con bạc nhưng là trở thành trader, kiếm được rất là nhiều tiền. Thì video hôm nay mình dành riêng để mình nói về cái ứng dụng thiền trong trading. Khi mà các bạn ứng dụng được thiền này vào lĩnh vực công việc của bạn á, cho dù bạn là một người bình thường hay là bạn là kỹ sư hay bác sĩ hay là một nhà đầu tư, để có những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời, trong cái việc mà bạn làm, thì bạn phải ứng dụng được cái thiền của bạn. Nói gì nói cho mình thấy nó quan trọng cực kỳ. Thì lợi ích của việc thiền, thì thiền là một cái phương pháp làm chủ cảm xúc rất là tốt. Bởi vì cảm xúc là cái kẻ thù số 1 của thành công mà. Mà khi mà bạn chế ngự được cảm xúc thì bạn sẽ thành công trong bất cứ việc gì mà bạn làm. Thì bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc, chứ không phải là để cảm xúc cuốn bạn đi. Và nếu mà bạn đã từng nhiều lần hỏng việc vì cảm xúc, ví dụ như bạn cãi nhau với người yêu vì không kiềm chế được cái sự nóng giận, hay là bạn ức chế trả thù thị trường, hoặc là bạn ẩu, vội vàng ẩu đưa ra những cái quyết định đầu tư vô cùng sai lầm, dẫn đến là mất tiền cọc trong đầu tư bất động sản, hoặc là mất tiền, tiền ngu đó, thì thiền chính là những cái cứu cánh dành cho bạn. Thì bạn sẽ lên một cái tầm cao mới trong cái lĩnh vực mà bạn làm, cho dù đó là bất cứ lĩnh vực gì. Mình mong là các bạn có thời gian xem chậm video này, và trên hết là các bạn hãy thực hành thiền theo cái phương pháp mà mình nói ở sau video. Các bạn xem chậm nhé ha. Và đây là cái video dạng thực hành, chứ không phải là video dạng xem cho vui. Mình mong là các bạn xem xong cái video này tầm 15-20 phút thôi, nhưng mà bạn sẽ có cái tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực mà bạn đang làm, không riêng gì trong lĩnh vực đầu tư trading. Rồi cái câu hỏi chúng ta đặt ra đó là: bạn có biết bạn là ai không? Nghe có vẻ xàm nhỉ? Nghe xàm không các bạn? Bạn có biết bạn là ai không? Tuy nhiên những cái câu xàm như vậy mà nó không trả lời nổi đâu các bạn. Nếu các bạn không chịu tìm câu trả lời thì bạn không trả lời nổi đâu. Thì bạn có thể người đó tao là tao, đúng không? Ví dụ như bạn nào tên Nam đi, bạn nói là tao là Nam. Hoặc bạn nào tên Hùng đi, bạn nói tao là Hùng. Nhưng mà Hùng và Nam chỉ là những cái tên thôi, chứ không phải là bạn. Ví dụ như bạn hoàn toàn có thể đổi tên. Ví dụ như mình lấy tên là Andy, rồi thì đó chỉ là cái tên thôi. Rồi ngày mai mình lại đổi thành Peter, rồi lại là Peter thôi chứ không phải là mình. Nên đó chỉ là những cái vật bên ngoài của bạn thôi. Thì bạn ngồi đây, ví dụ như bạn ngồi bạn nghe mình nói, thì bạn ở đó và bạn bao gồm hai thứ, đó là thân và tâm. Bạn đây này, và bạn sẽ có hai thứ, đó là thân và tâm. Và thân là gì và tâm là gì? Thân là những cái thứ mà bạn nhìn thấy được, gọi là thứ hữu hình, bạn nhìn thấy được. Còn tâm là những cái mà vô hình. Thì thân á, thì nó sẽ có cảm xúc. Và thân được tạo từ năm giác quan, là giác quan là mắt này, tai, mũi, lưỡi. Và cái thân này và cái suy nghĩ của bạn á, thì nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc.
Và thân này nó càng vận động thì nó càng khỏe. Ví dụ như bạn càng tập thể dục mạnh á, thì bạn càng khỏe, bạn càng chạy bộ bạn càng khỏe. Nhưng ngược lại cái thứ vô hình này là cái gì? Cái thứ vô hình là cái gọi là cái tâm. Thì tâm á, thân thì sẽ có cảm xúc, còn tâm thì nó sẽ có trí tuệ. Tâm nó sẽ có cái sự tỉnh thức, có nhận thức và có chánh niệm, hay gọi là chánh niệm. Thì tâm này á, nếu mà bạn giữ nó càng tĩnh lặng thì cái tâm nó càng khỏe. Đó. Thì bạn là cái gì? Bạn chính là cái tâm này nè, ha, chứ không phải bạn là cái thân. Cái thân nó cũng giống như cái chiếc áo bạn mặc thôi, để cho cái tâm này, nó ví dụ như bạn muốn chạy bộ thì cái tâm nó phát khởi lên cái suy nghĩ là muốn chạy bộ và cái thân nó sẽ chạy bộ. Có nghĩa là cái thân nó sẽ thể hiện những gì mà cái tâm bạn muốn. Nắm được không? Cho nên bạn là cái tâm, bạn là trí tuệ, bạn là sự nhận biết, bạn vượt xa hơn cái thân thể này rất là nhiều. Nghe có vẻ hàn lâm nhưng mà từ từ nha, từ từ nè. Từ từ là mình sẽ cho bạn thấy là mọi việc nó không có khó như bạn nghĩ đâu. Và bạn sẽ kiểm soát được cảm xúc rất tốt. Rồi, thì rèn luyện tâm và thực hành thiền. Thì thiền là cái gì? Thiền là một cái trạng thái giữ cho tâm của bạn tĩnh lặng, hiểu biết, trí tuệ. Thiền không phải là cái ngồi im đó rồi nhắm mắt lại, đó không phải là thiền. Mà thiền là cái sự nhận thức rõ những gì đang xảy ra. Thì thiền có hai loại, thiền chỉ và thiền quán, hay còn gọi là thiền vipassana. Thiền quán là thiền vipassana, quán ở đây là quan sát đó các bạn. Thì khi mà bạn biết rõ, ví dụ như bạn nóng giận và bạn biết rằng mình đang nóng giận, thì bạn sẽ lập tức hết nóng giận. Một ví dụ khác đơn giản hơn này, ví dụ như bạn ngồi bị quẹo cột sống đi, bạn nhận ra rằng mình đang có cái dáng ngồi rất là xấu, thì ngay lập tức bạn sẽ chỉnh dáng ngồi liền. Thì cái mà nhận ra đó, cái mà nhận ra là bạn đang có cái dáng ngồi rất là xấu đó, thì đó chính là cái tâm, đó chính là cái tâm, đó chính là bạn, chứ không phải đơn giản là cái thân này chứ. Bạn thấy không, tay của tôi, chân của tôi, thân thể của tôi, trái tim của tôi, cái gì cũng của tôi hết á. Vậy tôi là ai? Bạn có gì không? Bạn nói là ôi gương mặt của tôi rất là xinh đẹp, gương mặt của tôi nhỉ, bạn để ý có cái từ của nhỉ, gương mặt của tôi, hay là tóc của tôi mới đi làm tóc, tóc của tôi rất là đẹp, của tôi nhỉ. Vậy tôi là ai? Tôi chính là đây nè, tôi chính là cái tâm. Còn những cái thứ mà bạn nhìn thấy ấy, là chỉ là cái thân này nó bỏ đi được. Ví dụ như bạn có hai cái tay đúng không, bạn chặt cụt một cái thì bạn vẫn sống và phà. Thậm chí có người cụt hai chân vẫn sống và phà. Cho nên chân tay chỉ là những cái thứ ở ngoài thôi, không phải là bạn. Còn thêm nữa, những cái thứ như những cái tên của bạn thì nó cũng phải là bạn. Đó. Thì để mình đi từ từ, để tí nữa là bạn sẽ nhận ra nè. Rồi bây giờ bạn đã biết được là bạn là ai chưa? Bạn là ai chưa? Biết được rồi đúng không? À, đây là cái thân, và có trong cái thân là có cái tâm nữa. Và cái thân này nó sinh ra cảm xúc, thân sinh ra cảm xúc, nhưng cái tâm nó không có sinh ra cảm xúc. Cái tâm là cái biết cảm xúc. Ví dụ nè, bạn là một chàng trai đi, bạn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Bạn nhìn thấy có nghĩa là bạn có đôi mắt đúng không? Đây nè, cảm xúc thì được tạo ra từ năm giác quan. Bạn có đôi mắt, bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ngay lập tức bạn thích. Thì đó là cái cảm giác thích, được chưa? Rồi bạn ăn một cái món gì đó ngon thì cảm xúc sinh ra từ lưỡi đúng không? Bạn ăn cái gì đó ngon thì cái cảm giác ngon, đó là cảm giác ngon hoặc là cảm giác dở thì sinh ra từ thân, được chưa? Rồi vậy thì có thêm một cái nữa là có cái thằng tâm này nè, cái thằng tâm này nó đứng ở ngoài nó nhìn. Đây để mình vẽ cho các bạn xem nhá. Đây cái tâm, cái thằng tâm này thì bạn ăn một cái món nào đó ngon và có một cái thứ gì đó nó biết bạn đang ăn cái gì đó ngon. Ngon này, ngon là cảm xúc, chưa? Ngon là cảm xúc. Rồi có một cái là biết cái món này ngon, thì cái thằng biết đó, cái thằng này là cái thằng biết này. Đó, cái thằng biết này chính là cái tâm, được chưa? Ngon á là sinh ra từ đâu? Từ cái lưỡi đúng không? Từ thân thể nó cho chúng ta là cảm giác ngon. Và có một cái thằng là biết, đó là ngon. Rồi, ví dụ như bạn nhìn một cô gái rất là xinh đẹp,
và xinh đẹp nhìn được lại bằng mắt đúng không, và nảy sinh ra là cảm giác thích, tại vì xinh đẹp ai cho thích đúng không? Xinh đẹp cái là mình cho thích, mình thích này. Đây là thích lại là một cái cảm giác, cứ từ từ nhá, thích là một cảm giác này. Rồi bạn là một cái thằng tâm ở ngoài này, cái thằng tâm này là cái thằng ghê lắm này. Đó, bạn biết là mình đang thích, được chưa? Tâm sẽ biết là mình đang thích một cái gì đó, biết là có cảm giác thích cái gì đó. Rồi khi mà bạn đầu tư, khi bạn đầu tư này, bắt đầu đi vô đầu tư này, bạn ức chế thì sinh ra từ đâu? Ức chế sinh ra từ cái ý, có một cái là ý thức chúng ta là muốn thị trường tăng đúng không, mà thị trường nó không lên mà thị trường đi xuống, thì cái ý này nó khác với cái mong muốn của chúng ta. Ý là mong muốn và khi mà thị trường nó, mình muốn nó lên mà nó không lên, nó đi xuống, thì khi đó nó ngược với cái ý của mình rồi. Ngược với cái ý thì sinh ra tâm lý là cay cú, ức chế, nóng giận. Cái gì mà ngược với cái ý của mình là mình tức à. Ví dụ như bạn muốn người ta yêu bạn mà người ta không yêu bạn thì bạn ức chế. Không? Bạn muốn cái ông này là phải ký hợp đồng cho bạn này, mà ông không ký hợp đồng, bạn ức đấy chứ bố. Bạn muốn người này đối xử tốt với bạn mà họ không đối xử tốt, bạn ức, tại vì nó ngược với cái ý của bạn. Và cái ý này ngược với cái ý là sinh ra cái tâm lý là tâm lý ức chế, tâm lý nóng giận. Thì cái sự giận này là cái gì? Giận này là cảm xúc, được chưa? Rồi có một cái thằng biết này, nó biết bạn đang giận đó, level cao ở đây này, level cao nhất ở đây này, biết tâm biết, được chưa? Đây là level cao nhất của bất cứ một cái người nào mà muốn học về rèn luyện tâm. À, biết, chỉ cần duy trì được cái sự biết này thôi. Mình nói thiệt nha, bạn đang nóng giận mà bạn biết bạn đang nóng giận, ngay lập tức bạn không còn nóng giận nữa. Nó hay chứ đấy, nó rất là hay ha. Kiềm chế, gọi là kiềm chế. Rồi rèn luyện tâm, hay còn gọi là sống với thiền, hay gọi là sống với hiện tại, thì luôn luôn tập nhận thức về những gì đang xảy ra. Như ở đây có hai cái này, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là cái gì? Thiền chỉ là bạn ép cái tâm của bạn á, chỉ suy nghĩ về một cái thứ gì đó thôi. Ví dụ như bạn đang rất là nóng nhận, nha. Xong rồi có một cái cách như thế này, gọi là thiền chỉ này. Một cái cách này, cái là có người á, thì nóng giận xong rồi niệm Chúa, không? Lại Chúa. Là trong đầu họ chỉ có nghĩ đến Chúa thôi. Là lại Chúa. Trong đầu họ chỉ có mỗi nghĩ đến niệm Chúa thôi, và khi đó họ sẽ không còn nghĩ tới cái sự nóng giận nữa. Còn có những người theo cái trường phái là niệm Phật A Di Đà, là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đầu họ chỉ có mỗi câu đó thôi. Và hoặc là có những người thì họ niệm một cái khác. Ví dụ như có người thì có cái trường phái là biết mình đang giận xong rồi niệm ngay chữ giận luôn. Đây, giận đúng không? Tức đúng không? Giận, nói mỗi cái chữ đó thôi. Nói mỗi cái chữ đó thôi là nó quên hết mọi thứ. Thì đó cũng là một cách thiền, gọi là thiền chỉ. Còn cao hơn nữa là thiền quán. Thiền quán này mạnh hơn ha. Thiền quán là biết rõ này. Biết rõ. Thiền quán là biết rõ. Bạn đang giận, bạn biết rõ là mình đang giận. Nó cao hơn chứ. Và bạn đôi khi bạn mỉm cười luôn với cái sự ấy luôn. Còn cái dáng đi này, những người có dáng đi rất xấu, dáng ngồi rất xấu, ngồi cho bè, ngồi rất xấu, đi cũng rất xấu. Và khi họ biết là họ đang có dáng ngồi rất xấu, dáng đi rất xấu, là ngay lập tức họ chỉnh lại liền. Nên cái tâm này nó mạnh lắm à. Cái tâm, cái biết rõ nó quan trọng này. Là bạn chính là cái này nè, bạn đây nè. Chứ bạn không phải là những cái thứ kia. Bạn không phải là thân thể này. Bạn cũng không phải là cơn giận. Cơn giận với bạn là hai thứ khác nhau. Tách ra ha. Hiểu không? Thì ở đây cụm từ nè, tôi giận. Và cái cụm từ là tôi biết tôi đang giận. Hai cái cụm từ này là hai level khác nhau nha. Hai cấp độ khác nhau của nhận thức. Tôi giận. Ai đó muốn bạn giận rất là dễ. Người ta chỉ cần chọc tức thôi bạn giận liền. Họ chọc tức bạn là bạn giận. Mà khi mà họ chọc tức bạn để bạn giận á, mà bạn giận thiệt á, thì bạn đang làm theo cái sự điều khiển của người khác. Bạn hiểu không? Còn á, đây nè, họ chọc tức bạn và bạn biết rằng cái máu giận của bạn đang nổi lên nè. Mình đang nổi máu giận lên nè, và mình biết điều đó. Cái bạn biết điều đó, xong bạn đi lấy ly nước bạn uống.
bạn bật bản nhạc yêu thích là bạn nghe rung đùi nghe, biết mình đang giận mà, rồi đi ra hồ bơi, nhảy xuống hồ bơi nghe cho đã. Đúng không, nhà có hồ bơi không? Không có hồ bơi thì đi hồ bơi công cộng thôi, nhảy xuống hồ bơi bơi cho đã. Mà cái cách nhanh nhất là đi lấy ly nước uống, không ai có thể làm cho bạn giận được. Đôi khi bạn cười nữa, chọc tức đi, chọc thoải mái, ai chọc giận bạn á, bạn cười. Đơn giản đó, nên là hai cái này là khác nhau này, rất khác nhau. Như bạn luyện cái này khó lắm, nhưng mà bạn sẽ luyện được bằng cách luôn luôn luyện tập nhận thức về những gì đang xảy ra. Ăn thì cố gắng là biết là mình đang ăn. Thấy cái món nào đó ngon, cố gắng là đừng có hòa mình với cái cảm giác ngon đó, mà là ngon hòa một chút thôi, nhưng mà biết là cái món này đang rất là ngon. Uống cũng vậy, biết mình đang uống nước, biết cái ly nước này đang rất là mát. Lái xe máy cũng vậy ha, biết bạn đang lái xe máy, hãy tận hưởng cái cảm giác đang lái xe máy, những làn gió mát khi mà bạn lái xe máy, đầu óc bạn sẽ thoải mái lắm. Nóng giận này, hoặc là cay cú này, thì biết mình đang cay cú, hãy tận hưởng cái sự cay cú. Khi bạn biết bạn đang cay cú thì hãy nở một nụ cười. Mình đang cay cú này, cười lên cái coi đó, cười vào cái sự cay cú đó thì ngay lập tức bạn sẽ hết cay cú. Cái này khó đó các bạn, khó làm nhưng bạn làm được luôn á, thì bạn sẽ trở thành ông trùm của quản lý cảm xúc, không ai làm được gì bạn hết trơn á. Đi về nhà không, thất bại đúng không, mẹ chửi, vợ chửi, người yêu chửi, bạn bè chửi, bình thường. Tại vì thất bại là một phần của cuộc chơi, chả có ai mà không thất bại cả. Và hãy xem thất bại là một cái điều bình thường. Và miễn làm sao khi bạn thất bại bạn buồn đúng không, cố gắng mình biết mình đang buồn xong ha. Nên á, nếu có thể tách mình ra khỏi sự giống nóng giận, bạn sẽ thấy sự nóng giận đó nó rất là buồn cười. Ngay lập tức bạn không bao giờ bị nóng giận hay là ức chế bị cuốn đi nữa. Không, nóng giận là nóng giận, mà bạn là bạn, khác nhau đó nha. Tôi nóng giận và tôi biết tôi đang nóng giận, hai cảnh giới rất khác nhau. Rồi, và đây là phương pháp tọa thiền, ngồi thiền. Thì thiền á, về bản chất là không phải là cứ ngồi là thiền, nhưng mà cái việc ngồi thiền á, nó sẽ có tác dụng cao hơn. Vì sao? Vì khi mà bạn ngồi xuống xong rồi bạn nhắm mắt lại á, thì khi đó bạn sẽ ít bị cảm xúc chi phối. Tại vì cảm xúc nó sinh ra từ những giác quan. Bạn nhắm mắt lại thì bạn sẽ không bị những cái gái đẹp đi ngang qua tác động, hay là xe hay là nhà đập vào mắt bạn là bạn nảy cảm xúc lên liền. Nhưng bạn nhắm mắt lại xong rồi bạn tìm một cái chỗ vắng lặng để không có ai tác động tới. Ví dụ như đang ngồi thiền mà người yêu kêu anh ơi dẫn em đi xem phim, sao mà thiền, thì bạn tìm một cái chỗ nào đó vắng, không có ai nói gì hết đó, thì cái tai của chúng ta nó sẽ bớt đi những cái thứ tác động. Hoặc là tìm chỗ nào đó vắng lặng ha, mà ít có người qua lại là được. Rồi khi đó tâm sẽ mạnh hơn. Thì phương pháp này mỗi ngày ít nhất là 15 phút nha. Không có 15 phút á thì 10 phút cũng được. Rồi tìm chỗ nào vắng lặng, ngồi xuống, ngồi tư thế gì cũng được. Thì người ta nói là ngồi tư thế kiết già hay tư thế bán già. Tuy nhiên mình đã đọc nhiều sách rồi, và mình tham khảo nhiều ý kiến của các vị thiền sư đắc đạo, thì ngồi tư thế nào cũng được, miễn là khi mà bạn ngồi xuống mình nhắm mắt lại là bạn hít thở sâu, hít thở này, thở ra bằng hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, thở chậm thôi đó. Rồi tạm gác lại mọi thứ tạp nham khác, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này là tạp nham hết. Dành 15 phút này chỉ để ngồi rèn luyện tâm thôi. Trong 15 phút này, hãy tập trung vào hơi thở và quan sát những cảm giác đang diễn ra. Không bị cuốn theo, cũng không phản ứng, chỉ đơn giản là bạn quan sát thôi, hay còn gọi là thiền Vipassana. Ví dụ như bạn ngồi xuống, bạn hít vào. Hít vào đúng không? Thì cái cơ thể này hít vào chứ gì? Và cái tâm của bạn á, biết bạn đang hít vào. Ok. Và bạn thở ra nè. Và bạn biết là mình đang thở ra, chỉ đơn giản như vậy thôi nhá. Rồi nếu xung quanh có tiếng chim hót
thì đôi tai bạn chắc chắn sẽ bị tác động và bạn nghe tiếng chim hót. Thì đừng có để tiếng chim hót đó cuốn bạn đi. Chỉ cần bạn biết là à có tiếng chim hót là xong. Ha. Chứ đừng có nghĩ ồ tiếng chim hót này, không biết chim này là chim gì đó. Rồi tí nữa chắc phải đi ra chợ mua con chim này về hót hay quá. Hay lên mạng tải bài nhạc có tiếng chim được. Đó là bị cuốn đi đó. Còn không bị cuốn đi này, tiếng chim hót. À có tiếng chim hót. Xong, tiếp tục tập trung vào, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và trong khi bạn ngồi hít thở, đầu óc bạn nó không để yên cho bạn đâu. Đầu óc bạn là cái cảm xúc cao nhất mà nó là cái ý. Ngoài mắt, mắt có thể nhắm lại là xong. Tai có thể là bịt lại là xong. Nhưng mà còn cái thằng ý này nè, là cái thằng mà nó luôn luôn suy nghĩ nè. Vì bản chất của ý là suy nghĩ, bạn không có cấm nó suy nghĩ được đâu. Tự nhiên bạn ngồi bạn nhắm mắt lại cái là bạn suy nghĩ. Tự nhiên nó như vậy, vì đó là một cái thứ rất là bình thường. Chứ đừng có nghĩ là ui, tôi ngồi thiền mà sao tôi nghĩ hoài à. Nó không có dừng suy nghĩ được, không thể dừng suy nghĩ được. Bạn hiểu không? Không thể dừng suy nghĩ được. Tại vì bản chất của cái ý á, là tự nhiên nó sẽ suy nghĩ, không thể dừng được. Vậy chúng ta làm sao? Cứ để cho nó suy nghĩ. Và cái thằng ý này là cái thằng giác quan mà. Đây nè, tập trung vào cái thằng biết này. Đó, biết chính là bạn. Đây là bạn. Ha, biết. Suy nghĩ đúng không? Cứ cho nó suy nghĩ. Tao biết tao đang suy nghĩ. Ví dụ anh nghĩ về nhà đúng không? Cứ kệ, cứ để nó suy nghĩ. Nhưng mà bạn biết ra. Biết mình đang suy nghĩ về cái nhà. Rồi bắt đầu nó chuyển suy nghĩ. Nó suy nghĩ về xe. Biết đang nghĩ về xe. Suy nghĩ về người yêu. Biết đang nghĩ về người yêu. Suy nghĩ về công việc. Về trading stress. Về đồ thị. Biết đang suy nghĩ về đó. Chỉ cần bạn liên tục biết, liên tục biết, liên tục biết. Thì từ từ cái ý này nó sẽ nghĩ nhiều rồi nó chán, nó không nghĩ nữa. Nó kiểu ngắm gái mà, ngắm hoài nó chán. Giống như xem mấy cuộc thi hoa hậu, xem hoài nó chán, chẳng xem. Thì cái thằng ý này nó cũng vậy. Từ từ. Thì nó sẽ bớt suy nghĩ dần. Ví dụ như lúc này suy nghĩ 10 điều. Rồi từ từ suy nghĩ 5 điều. Rồi 3 điều. Rồi 2 điều, rồi 1 điều. Rồi tới một lúc nào đó, cái ý này nó không suy nghĩ nữa. Là tâm của bạn nó sẽ rơi vào cái trạng thái là tỉnh hoàn toàn. Tỉnh. Lặng. Tâm bạn nó vắng lặng, nó im phăng phắc. Tâm lúc này đang là ở trạng thái mạnh. Tâm lúc này mạnh lắm nhé bạn. Tâm mà ở được trạng thái tĩnh lặng này, nó rất mạnh. Không có ai có thể làm gì được bạn cả. Thì khi đó, không có suy nghĩ hay không có cái gì tác động được bạn cả. Khi đó bạn đâu có nóng giận đâu. Nóng giận vừa nổi lên là bạn biết đang nóng giận rồi thì sao nóng giận nữa. Nhưng mà bạn phải rèn luyện. Đây là phương pháp. Chỉ cần đơn giản như thế thôi. Ngồi xuống, ít nhất 15 phút mỗi ngày, tập trung, hít thở. Có cái gì nổi lên, biết mình đang có gì nổi lên. Đơn giản vậy thôi đó. Nhưng mà nếu bạn làm được, bạn sẽ là ông vua của quản lý cảm xúc. Tất cả những vị thiền sư trên thế giới này rèn luyện cũng chỉ để rèn luyện này thôi. Tất cả những cái bậc thầy mà dạy về kiểm soát cảm xúc cũng cố gắng nói cho bạn cái điều mà mình nói trong cái video này thôi. Nếu mà bạn làm được, bạn sẽ là trùm. Bạn sẽ chơi đâu thắng đó. Đó thiệt. Chơi mà không bị cảm xúc chi phối thì chơi đâu thắng đó, đúng rồi. Tại vì về phương pháp nó chỉ như vậy thôi. Cứ đúng cái điểm đó mua, cũng điểm đó mà bán. Là xong. Mình cũng đang rèn luyện hàng ngày. Và mình mong là các bạn cũng sẽ rèn luyện hàng ngày. Mình mong là các bạn rèn luyện thành công. Cố lên các bạn ha. Chúng ta cố lên. Là sẽ được. Cố lên nhá. Khó nhá. Nhưng mà khó đó. Không đơn giản đâu. Giống như tập thể dục là khó hay dễ? Tập thể dục rất dễ. Đi bộ khó hay dễ? Đi bộ rất dễ. Nhưng mà không phải ai cũng làm được đâu. Bạn làm được những cái điều tưởng như đơn giản, nhưng mà bạn sẽ thành công. Đúng không? Ai cũng biết chạy bộ sẽ khỏe hết á. Ai cũng biết hết á. Nhưng mà họ không có làm đâu. Ai cũng biết á, là ngồi thiền mỗi ngày 15 phút với cái phương pháp này, mặc dù nghe rất là đơn giản, nhưng mà ai làm được, người đó sẽ là trùm. Bạn làm được, bạn sẽ là trùm. Bạn sẽ thuộc 10%, 5% trader giỏi nhất thế giới. Tin mình đi.